Hello, xin chào các bạn đã đến với Cô To và mình là Cậu đây, và rất vui được gặp lại các bạn trong Cậu ơi gì á. Các bạn có biết là trong tuần này có một cái sự kiện gì rất là đặc biệt không? Năm nào chúng ta cũng hưởng ứng, năm nào chúng ta cũng được nghỉ, đó chính là Giỗ Tổ Hùng Vương mùng 10 tháng 3. Hôm nay Gấu sẽ giới thiệu cho các bạn một món ăn vô cùng là truyền thống và vô cùng là nhiều bạn không biết. What's that? What is it? Đó chính là món bánh dày. Bánh dày là một món ăn có từ rất là lâu đời của người Việt Nam rồi. Nó xuất phát từ cái thời vua Hùng Sa Lơ, Sa Lắc luôn. Cái thời mà Mai Ăn Tim đi kiếm dưa hấu rồi. Thì cái bánh dày này là của ông Lang Liêu. Đó là một trong những người con của vua Hùng. Mấy đứa hãy đi kiếm đồ ăn sơn hào hải vị quý giá về cho ta. Thì Mai Ăn Tim, ủa lộn, thì Lang Liêu. Đó, thế là ông đã quyết định sẽ... Không, ông không quyết định mà ông nằm mơ. Đúng thật, chỉ có hút biết nghĩ hết được cái chuyện này. Và trong lúc ông nằm mơ thì ông được một bà tiên hay gì cái đó. Không có cái gì quý hơn gạo. Và thế là Lang Liêu đã quyết định là làm ra hai thứ, đó chính là bánh chưng tượng trưng cho đất và bánh dày tượng trưng cho trời. Cái bánh dày hình tròn và màu trắng chính là bầu trời của chúng ta. Và bánh dày thì thường được làm vào những ngày Giỗ Tổ Hùng Vương mùng 10 tháng 3. Đi thẳng lên trên, đừng trèo xuống đây. Không nói nhiều nữa, bây giờ Gấu sẽ review cho các bạn cái món bánh dày này. Nó sẽ như thế nào và nó sẽ ra sao? Bây giờ chúng ta sẽ cùng bóc hộp món bánh dày. Bóc lá món bánh dày này ra. Bánh dày thì có hai loại, đó chính là bánh dày mặn và bánh dày ngọt. Với bánh dày ngọt á thì cái nhân nó có thể là bằng đậu xanh và dừa. Bây giờ Gấu sẽ bóc cái lớp lá ra cho các bạn xem coi bánh dày bên trong nó sẽ như thế nào. Các bạn nhỏ được học ở trường, ở lớp, đọc nhiều sách và nghe được nhiều câu chuyện bánh dày đúng không? Thì hôm nay chúng ta sẽ cùng chứng kiến món bánh dày. Bạn thấy không? Nó vừa trắng trong và mịn màng. Trời là một hình tròn và nó màu trắng, thì đây là tượng trưng cho trời. Thì đây là món bánh dày mặn các bạn, vì nó sẽ kiểu ăn chung với lại chả lụa. Chúng ta sẽ lấy một cái miếng bánh dày, sẽ để cái miếng chả lụa to này. Chúng ta ịn nó lên. Và lưu ý là cái bánh dày là cái thứ mà nó rất là dính nha các bạn. Oh yeah, ok. Đây là toàn bộ cái dĩa bánh dày của Gấu, là mua với giá là 80 ngàn. Cái bánh dày trong miền Nam, trong Sài Gòn nó sẽ mập, còn bánh dày nó sẽ dẹp nhưng mà nó to ra. Là cứ vào dịp hết tiền thì mình sẽ ăn, chứ không có đợi tới Giỗ Tổ Hùng Vương mình mới ăn đâu. Không phải là nói được nữa, bởi vì cái bánh dày nó dai lắm. Hồi xưa á, lúc mà Lang Liêu kiểu mà đưa cái bánh dày này về á, vua Hùng cũng hơi khó hiểu là trong khi những người em của thằng Lang Liêu á toàn đem sơn hào hải vị rồi bằng ngư di cá rồi không à, mình là vua Hùng á, mình thấy thằng nào mà đem bằng ngư di cá mình chọn đó chứ không có chọn Lang Liêu. Tiếc là mình không phải là vua Hùng. Quá ngon. Mình chưa được ăn cái món bánh dày ngọt, nhưng mà từ hồi nhỏ là mẹ mình đã cho mình ăn cái món bánh dày mặn này rồi. Bản chất của bánh dày là một cái loại gạo nếp được giã nhuyễn ra. Đây là gạo nếp nha các bạn. Nó là gạo nếp nên là nó rất là dai. Rất là dai luôn, thấy không? Rất là dai. Nếu các bạn ăn khoảng 2 cái thôi, là các bạn hai cặp thì các bạn sẽ rất là no luôn. Bạn hỏi mình là sao không xài đũa, xài muỗng ăn bánh dày là ăn kiểu bánh hồi xưa. Hồi xưa người ta làm gì có phát minh ra muỗng gì đũa, ăn bóc hết. Thì nãy anh quay phim mới nói với mình là thời đó có đũa rồi. À, nó bao dính nữa. Ngon quá. Mời
Đấy, thế là mình sẽ, đây mình lấy một cái ra thôi. Tại vì mình còn ít chả quá, nãy mình tham ăn nên là mình đã, thôi là mình tham ăn các bạn, mà mấy bạn trong trong phòng channel đã lấy hết chả của mình. Cái bánh này nè, nó làm bằng gạo nếp nên là ăn rất là mau no. Các bạn cắn nhỏ nhỏ thì bạn sẽ nhai dễ hơn, để các bạn ăn cũng lâu no hơn. Tí mình sẽ làm nhồi thử thành một cái bánh dày khổng lồ và mình nhét hết chả vào đó rồi mình ăn. Mấy sao cái bánh dày nó rất là dai và rất là dẻo. Tưởng tượng cảm giác mà có một cái cục gì nó nhét vô họng các bạn. Cái bánh dày ở ngoài Hà Nội á, nó cảm thấy như nó ngon hơn cái bánh dày trong Nam của mình. Thì ở trong Nam thì ở trong Nam, là ở trong Sài Gòn á, có những chỗ bán bánh dày cũng ngon, nhưng mà thật sự là cái bột ngoài này á, nó là dai hơn, nó giống như là cái bánh dẻo Tết Trung Thu, các bạn nghĩ như không? Nên không phải đâu, nó dai hơn rất là nhiều luôn. Nó còn được coi là một cái loại bánh mochi của Việt Nam nha các bạn. Thì các bạn sẽ hỏi mình là Gấu ơi, tại sao mà Gấu chỉ nói về bánh dày không, còn bánh chưng hay đâu? Bánh chưng Tết mới có các bạn. Bánh chưng thì nó phổ biến hơn. Thật sự bánh dày ở những cái vùng như là Cần Thơ của Gấu nè, ở Cà Mau, ở Bạc Liêu đồ là không có món này. Chỉ có ở Sài Gòn nè, các tỉnh mà có người Bắc sinh sống nhiều thì mới có bánh này. Bây giờ là mình chỉ còn hai cặp và một cái bánh lẻ như thế này, mà mình chỉ còn rất ít chả, nên mình quyết định là sẽ làm thành một cái bánh to đùng. Bánh to đùng thì đầu tiên là bánh to đùng thì mình sẽ xếp của nó lại như thế này. Đó, xếp lại, xếp lại thành cái hình tròn đó. À đúng rồi, có một cái mà mình cần lưu ý các bạn trong cái lĩnh vực gọi là ăn bánh dày nhiều năm của mình. Nếu mà các bạn lỡ có mua quá nhiều, các bạn không ăn hết thì các bạn đừng có bỏ cái bánh dày này vô tủ lạnh nha. Bởi vì nếu các bạn bỏ tủ lạnh thì cái bánh dày này nó sẽ đông lại thành một cái cục bột cứng ngắc luôn. Và dù các bạn có dùng lò vi sóng nè, các bạn có hấp lên đó, cái điều gì xảy ra các bạn biết không, là cái bánh dày này nó sẽ chảy tè le hết trơn. Chảy đúng nghĩa luôn, chảy tan nát, chảy không còn hình dạng gì luôn. Sẽ biến cái này thành một cái bánh dày khổng lồ. Các bạn yên tâm về vệ sinh thực phẩm nha, tại thật sự là mình đã rửa tay rồi. Đó, đây là một cái bánh dày rất là to luôn. Mình sẽ bỏ miếng chả lên, nó to quá, mình cảm thấy mình ngu quá. Đây là cái bánh dày khổng lồ của mình mà mình chưa từng được ăn cái bánh dày nào mà nó to đùng như thế này luôn. Bây giờ nó dính vào miệng. Các bạn có biết tại sao mình lại làm bánh dày không? Tại vì mình muốn giới thiệu một cái loại bánh rất là truyền thống và rất là lâu đời của người Việt cổ của mình. Nhai, mình không phải là mình no các bạn, mà nhai, Gấu nhai rất là mệt luôn á. Tại vì đây là một lớp bánh dày và các bạn nó găng mình, cắn mình nó cứ bị vậy nè. Nó kiểu như là nó không phải như cái thức ăn bình thường, các bạn cắn vô nó sẽ mềm được đúng không? Bánh dày các bạn cắn vô nó sẽ cà nhão trong miệng các bạn. Không có quá nhiều thứ để nói, tuy là nó mộc mạc đơn sơ nhưng thật sự đây là một món ăn rất là ngon và ăn nhanh được. Dài quá. À, thấy gì không? Giống phô mai á. Bánh dày á, nó không phải là quan trọng ở cái bột nó ngon hay không, tại vì bột nếp á, làm bánh dày nó cũng khá là đơn giản thôi. Công thức thì có trên mạng đầy, các bạn có thể tự làm ở nhà luôn. Nhưng mà cái quan trọng để các bạn có một cái cục bánh dày ngon như thế này thì đó là chính là ở cái phần chả lụa. Thì cái phần giò này, cái phần chả lụa này mà ngon á, thì là cái bánh dày của bạn siêu ngon. Cái bắt đầu nó... Nó tài quả. Sự cố gắng của mình đã được đền đáp rồi các bạn, mình nó nhai được cái một cái bánh dày bự ơi là bự. Cái bột bánh dày ở ngoài Hà Nội á, nó ngon hơn trong Nam, mình khó diễn tả lắm. Cái độ dai của nó vừa phải hơn. Ở trong Nam á, có nhiều cái hàng bánh dày khi mà bán á, họ sẽ bán cái bột nó hơi bị bở. Cái bánh dày các bạn phải ăn nó hơi dai dai thì nó mới ngon, thì cái này là đúng cái độ dai mà mình thích. Dai quá. Thì Gấu nghĩ đó là do cái sở thích của Gấu thôi, còn người ta thì mỗi người mỗi khác mà. Nhưng mà nếu mà các bạn ăn bánh này, các bạn cũng sẽ thích cái việc mà cái bánh nó hơi dai dai một chút thì nó sẽ ngon. Nhớ ăn bánh dày nhớ nhai kỹ nha, không nên bắt hẹn á.
Nãy giờ là bánh dày nhiều rồi, là kiểu như là bánh dày mà hai miếng bánh dày mà kẹp miếng chả, rồi mình sẽ làm ngược lại các bạn. Đó, mình sẽ lấy một miếng bánh dày rồi mình kẹp hai miếng chả. Cảm giác nó ngon hơn. Ngon quá. À, mình mới nhận ra một điều là khi mà chúng ta mà kẹp chả lụa vào cái bánh dày á, ăn nó cảm giác ngon hơn, bởi vì khi chúng ta cắn vô cái phần chả lụa trước. Thế nào? Các bạn giống vậy không? Giống như là bánh Oreo vậy đó các bạn. Không, nhưng mà các bạn cắn vô tới cái phần kem nó sẽ bắt đầu nó dai dai dẻo dẻo. Cái bản này là phiên bản bánh Oreo chả lụa mà nó bị mặn. Ngon quá. Năm cặp bánh dày đã được mình giải quyết xong rồi các bạn ơi, và mình đã thu gom cả toàn bộ bầu trời vào cái bụng của mình. Các bạn nghĩ sao về một cái món bánh mà nó lâu đời như vậy? Nó thật ra chưa bao giờ là gọi là bị hết trend về cái món bánh này. Gấu nghĩ là cũng sẽ có một vài bạn khi thử món này cũng sẽ giống gấu, cảm giác cũng sẽ giống gấu, cảm xúc cũng sẽ giống gấu luôn, sẽ cảm thấy món này rất là ngon. Chỉ cần một cái thôi là các bạn đã có thể đủ năng lượng cho một ngày dài các bạn hoạt động rồi. Đúng không? Nhớ nha, mua cái này về đừng bỏ tủ lạnh. Bỏ tủ lạnh là các bạn khỏi ăn luôn á. Clip cũng đã hết rồi và rất cảm ơn các bạn đã xem clip. Nếu thấy clip hay, hãy like, share và subscribe cho Gấu To. Và đừng quên nhấn chuông để kết nối những tâm hồn ăn uống lại với nhau. Xin chào và hẹn gặp lại ở những clip sau. Và chúc các bạn có một ngày nghỉ lễ thật là vui vẻ. Bye bye.